Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, có câu nói không có thứ mỹ phẩm nào tô điểm cho sắc đẹp của người phụ nữ đẹp hơn là hạnh phúc. Chính xác là như vậy, hạnh phúc chính là ngọn lửa, là nguồn nhựa sống của mỗi người phụ nữ. Tuy nhiên, không ai khẳng định rằng trong đời sống quan hệ vợ chồng không có lúc có sự nguội lạnh. Vậy làm thế nào để luôn luôn hâm nóng được quan hệ vợ chồng? Ngày hôm nay, chương trình với sự tham gia của bác sĩ Lê Kim Dung sẽ giúp cho quý vị giải đáp được những thắc mắc này. Thưa bác sĩ, Mai Trang muốn bắt đầu chương trình ngày hôm nay bằng một câu hỏi. Đó là ở góc độ của một người chuyên gia thì có phải là bác sĩ thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại cũng như là hỏi về lời khuyên tư vấn cho cuộc sống vợ chồng, đặc biệt là cho sự nguội lạnh trong cuộc sống vợ chồng của các chị em phụ nữ hay không ạ? Rất may là bây giờ con người bắt đầu cởi mở hơn. Cho nên là khi mà thông qua các cái điện thoại tư vấn ở trên đài, họ gọi điện cho mình, có lúc là họ đến nhưng có lúc là họ cũng chỉ gọi điện thoại để hỏi thôi. Thế thì và khi lớn tuổi thì cũng rất là ngạc nhiên là đến bây giờ thậm chí là những người phụ nữ hơn 70 tuổi cũng hỏi mình là vì ông xã vẫn còn nhu cầu, thế thì giải quyết những việc ấy như thế nào để cho nó ổn thỏa. Thế thì là mình cũng sẵn lòng tư vấn vì mình hiểu rằng cái sự ham muốn con người thì đến lúc chết vẫn còn. Có thể nói là đối với người phụ nữ Á Đông nói riêng thì mặc dù là hiện nay như bác sĩ chia sẻ ở phần đầu của chương trình, đó là họ đã cởi mở hơn, họ đã chia sẻ nhiều hơn, nhưng ẩn chứa một phần nào đó vẫn là sự dè dặt, vẫn là sự ngại ngùng khi mà nhắc tới chuyện phòng the, chuyện chăn gối với vợ chồng. Vậy thưa bác sĩ có thể giải thích rõ hơn là tình dục thì có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe của người phụ nữ hay không ạ? Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới thì người ta cho rằng cái quan hệ tình dục là một điều tốt đẹp. Đặc biệt nếu như quan hệ tình dục mà được thỏa mãn nhé, chứ còn nếu không được thỏa mãn thành nô lệ mất rồi thì là không thể trả lời cái câu hỏi này được. Nhưng mà một khi được thỏa mãn thì lập tức là nhịp tim của chúng ta tăng lên, trao đổi chất chúng ta tăng lên, cái lượng máu lưu thông nhanh hơn, tất cả những yếu tố đều là hoàn toàn là có lợi cho cơ thể. Điều đầu tiên là như thế. Còn ngoài ra khi mà anh tiết được cái chất endorphin, tức là một cái nội tiết tố vui vẻ hay nội tiết tố hài lòng, thì thực chất mà nói con người nào nhìn cái khuôn mặt mà hoàn toàn hạnh phúc thì người ta đã nhìn thấy ngay rằng là chắc chắn là người phụ nữ ấy được hoàn toàn thỏa mãn trong quan hệ tình dục. Vậy thưa bác sĩ, đối với những người phụ nữ mà họ đã đến lứa tuổi bị suy giảm nội tiết tố nữ thì có bí quyết như thế nào để họ vẫn giữ được lửa ở trong mối quan hệ vợ chồng? Như chúng ta cũng đã biết rồi, tức là khi mà chúng ta đã bắt đầu nghĩ điều đó, tức là chúng ta đã thỏa mãn với là chúng ta không bị chết đói nữa rồi. Chúng ta không phải lo rằng là đến ngày mai mà không kiếm gì ăn thì không có gì ăn nữa. Thế thì chúng ta mà nghĩ đến cái điều đó, tức là không, cái sự tồn tại không phải là yếu tố duy nhất mà đối với là quan tâm, chúng ta quan tâm nữa, thì chúng ta quan tâm đến những cái vấn đề khác. Thì những cái điều đó và người ta đã nghĩ đến cái chuyện là dùng cái nội tiết thay thế để có thể giải quyết được cái phần cái nhan sắc của mình đi xuống, cái vì chính là cái nội tiết đã làm cho mình có những cái lúc thực sự là khó chịu, là vì nó già xấu đi, mắt mình nó không được long lanh nữa. Khi mà đến gần tuổi mãn kinh thì có một điều kỳ lạ là mắt lúc nào cũng khô chẳng hạn, mà cái lúc bây giờ đi khám mắt chả nhìn thấy ở đâu, nhưng thực ra chính là do thiếu nội tiết. Thưa quý vị, để giúp quý vị và các bạn có thể biết được bí quyết làm thế nào để giữ lửa trong đời sống vợ chồng, ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi. Với chị em phụ nữ sau độ tuổi 30, ai cũng mong muốn mình có được một gia đình viên mãn, tình cảm vợ chồng bền chặt, được sở hữu một làn da mịn màng và cơ thể khỏe mạnh. Vậy nhưng ước muốn này đôi khi có thể bị bỏ ngỏ bởi quá trình suy giảm nội tiết tố estrogen. Theo quy luật tất yếu ở phụ nữ lứa tuổi này, estrogen là nội tiết tố nữ được sản sinh ra từ buồng trứng, là nhân tố quyết định đặc trưng của phái nữ, giúp người phụ nữ có một cơ thể mềm mại, giữ nước trong cơ thể và mỡ dưới da. Khi bước qua ngưỡng cửa tuổi 30, hàm lượng nội tiết tố estrogen bắt đầu suy giảm dần, dẫn đến những biến đổi về tâm sinh lý, sức khỏe và hình thể của người phụ nữ. Trong đó có các dấu hiệu như suy giảm sinh lý, mất ngủ, ngủ không sâu giấc và da trở nên khô sạm, xỉn màu và bắt đầu hình thành những nếp nhăn. Thấu hiểu và chia sẻ những băn khoăn đó, công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm viên uống Hoa Thiên. Viên uống Hoa Thiên có hàm lượng lớn tinh chất mầm đậu tương, một dược liệu quý giàu estrogen thực vật, giúp bổ sung và cân bằng nội tiết tố nữ rất hiệu quả và an toàn. Viên uống Hoa Thiên còn có các thành phần quy dâu, ngưu tất, thục địa, ích mẫu, L-cysteine, collagen, lô hội, omega 36 v.v. Viên uống Hoa Thiên giúp giảm khô hạn, tăng cường sinh lý nữ, tăng ham muốn, làm đời sống vợ chồng luôn mặn nồng hạnh phúc. Hạnh phúc, sức khỏe và sắc đẹp, đó là mong muốn của mọi người phụ nữ, để mỗi người phụ nữ trở nên xuân sắc, rạng rỡ, quyến rũ và tận hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn.
Thưa bác sĩ, trong phóng sự vừa rồi thì có nhắc tới việc là viên uống hoa thiên có thể giúp cho người phụ nữ giữ lửa trong đời sống quan hệ vợ chồng và giữ cái sức hấp dẫn trong mắt bạn đời của mình. Thưa bác sĩ, lý do vì sao mà viên uống hoa thiên có thể làm được như vậy ạ? Thực chất nói là hoa thiên là đưa một số những cái chất để bổ sung cho một người phụ nữ cảm thấy rằng là mình sẽ trở lại cái thời xuân sắc nhiều hơn. Ở đấy nó có những cái chất, ví dụ như là những cái chất phytoestrogen, rồi thậm chí là nó có những cái chất như là hợp chất của dầu ước, hoặc là những cái chất mà làm cho chống bớt cái lão hóa collagen. Thì tất cả những cái thứ đấy là nó tập hợp và cuối cùng nó bổ sung lại cho mình, và thậm chí là có những cái chất gây hoạt huyết. Thì những yếu tố đấy làm cho cái cải thiện cái sức khỏe của phụ nữ tốt hơn là cái điều cũng không đáng ngạc nhiên. Và bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về cái tác dụng là chống lão hóa của viên uống hoa thiên đối với người phụ nữ không ạ? Thực chất mà nói thì cái sản phẩm uống collagen ngày xưa là người ta dùng bằng cái gì? Chẳng hạn như người ta là cứ một người phụ nữ mà giàu có thì là hàng tuần người ta phải nhớ là ăn ba ba một lần để bổ sung collagen. Thực chất mà nó collagen không chỉ có ở trong ba ba mà ở trong các cái con những cái vật khác, ví dụ như ở ngoài ở cái bì lợn chẳng hạn, hoặc là cái chân gà cũng là collagen. Thế thì trong cái sản phẩm đấy nó cũng làm cái sự độ đoàn hồi của cái cơ tốt hơn, nó không bị sơ cứng đi nữa, thì nó cũng cải thiện được, và trong cái hoa thiên nó có bổ sung thêm cái đấy. Và theo cá nhân bác sĩ thì bác sĩ có đánh giá như thế nào về cái sản phẩm là viên uống hoa thiên so với những cái phương pháp khác giúp cho người phụ nữ khắc phục được những cái sự cố xảy ra trong phòng thê? Mình cho là một cái thực phẩm chức năng mà được ra đời thì là nó cũng thỏa mãn được cái nhu cầu của quần chúng nói chung, là vì nó không phải có một cái sự chi phối rất là chặt chẽ của chỉ định thuốc như là của Tây y, đặc biệt là có cái kiểm tra của Bộ Y tế. Thì đưa cho một cái sản phẩm mà chúng ta được sử dụng thay cho thức ăn và chúng ta bổ sung được mà không phải quá mệt mỏi phải đi tìm những cái sản phẩm để thức ăn với một cái số lượng lớn để sử dụng, thì đấy là cái điều bổ ích. Thực chất mà nói là một cái là cái phytoestrogen ấy, nó bổ sung cho mình cái nội tiết tố tựa như là estrogen, và đồng thời nó làm cho da dẻ của mình mịn màng hơn, cái mắt mình long lanh tốt hơn. Đồng thời nữa là có những yếu tố mà những cái thứ khác mà không thể thay thế được, các cái chất bôi trơn không thể thay thế được là cái gì? Nó làm cho sự tổng hợp của cái canxi tốt hơn để chống lão xương. Nó làm cho cái vấn đề cải thiện vấn đề tim mạch để chống được các cục máu đông tốt hơn. Người phụ nữ trông hấp dẫn hơn là vì là nó sẽ có tính chất nữ tính hơn một chút, là một, thứ hai là trơn tru hơn một chút. Thế thì đấy là những cái yếu tố chỉ cần một chút đấy thôi mà người ta đã đủ hài lòng. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Thưa quý vị, có câu nói người phụ nữ khéo giữ lửa chính là muốn nhắc tới vai trò của người phụ nữ trong đời sống gia đình cũng như cuộc sống hôn nhân. Và tất nhiên, cây tình yêu thì luôn luôn cần sự vun đắp và nuôi trồng tới từ hai phía. Đó chính là sự tôn trọng, sự cởi mở và chia sẻ lẫn nhau tới từ cả người vợ và người chồng. Và đó cũng chính là thông điệp và lời chúc hạnh phúc mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự có mặt của bác sĩ Lê Kim Dung trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.